Trung tâm đệ tử Vạn Quyết Audio Vũ trụ Lý Nhân Hà Nam xin mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi tối của một ngày 22 tháng 1 năm 2021. Ở trung tâm rất hân hoan chào đón là một em khách. Một em khách đến từ Hải Dương có tên là Quang Kiên, số điện thoại là 0905999888. Đấy, một số điện thoại rất là đẹp. Địa chỉ nhận hàng tại ngã tư Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Và sau khi hai anh em đã nói chuyện thì em đã chốt cho gia đình nhà mình với một em loa kéo chính hãng Vinaka TV, thương hiệu Botlink, bát 50, và đưa ra ba đường tiếng các bác nhá, đưa ra ba đường tiếng. Bát khủng là lớn nhất của hãng Vinaka TV, bát 50 đánh cực kỳ uy lực, và tiếng bát, tiếng chép đánh rất là tí tách. Đấy, hát cao kê đánh cực kỳ uy lực. Đấy, với mà dòng này thì phải nói là thứ nhất là nó quá thương hiệu rồi, cũng không cần quảng bá sản phẩm nhiều. Với hai tay nắm mic đấy, không dây nha các bác nhá, bắt sóng thì ở đây thì em này có rất nhiều những tính năng. Đấy các bác nhá, đấy em đang bắt Bluetooth bằng chiếc điện thoại này nhá, đang bắt Bluetooth đấy để nghe nha. Đấy, thì với một trong những sản phẩm đầy đủ những hiệu ứng đấy, bắt sóng Bluetooth thì các chị bác chỉ vừa ấn vào cái nút model này nhá, model này thì các bác chỉ ấn vào thì nó sẽ nhảy sang chế độ là Bluetooth, để các bác vào cài đặt và kết nối Bluetooth là ok. Đấy, thì mọi chi tiết đấy trung tâm đã chỉnh sẵn sàng rồi, và trung tâm sẽ chụp ảnh gửi qua Zalo để các bác nhìn vào đây. Đấy, nhìn vào đây để các bác hiệu chỉnh. Đấy, bên này to nhỏ là quả nhạc này. Đấy, còn bên này sẽ là to nhỏ có mic nhá. Đấy, còn bác sử dụng hai cái này thôi. Đấy, còn đây là nút tắt mở của nguồn này. Đấy, đầy đủ đàn guitar này, mic 1, mic 2 này, guitar mic 1, mic 2. Đấy, đầy đủ tính năng, hai USB cắm, đấy, SD nhá, đầy đủ. Và bây giờ trung tâm sẽ mở to bản nhạc này để các bác nghe đánh giá chất âm. Đấy, em chính hãng, đấy, chính hãng có quyết mã vạch bảo hành 1 năm đó nhá. Nhạc lên này. Chất âm quá ok rồi. Bây giờ trung tâm sẽ test một bản nhạc có nơi để các bạn nghe đánh giá chất âm. Và các bác nào cũng muốn sở hữu với một em loa kéo bát 50. Đấy, đây là thùng đây, M6018. Đấy, bên trong thì có đầy đủ. Đấy, và cả sạc, dây sạc các bác nhé, phụ kiện theo đi kèo đầy đủ, kèm theo đầy đủ. Thì alo với số điện thoại 0325004 để được một cái giá hợp lý nhất các bác nhá. Và bây giờ trung tâm sẽ test một bản nhạc có nơi. Nhạc lên các bác nhá, nhạc lên này. Một rừng hoa mai nở.
bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cô mang, khi anh đi biệt trời vang. Dạ vâng, chất âm phải quá ok rồi. Hai tay mic các bác nhá, hai tay mic xịn sò luôn. Đấy, hai tay mic tem chống hàng giả, quét mã vạch của VinaKTV chính hãng. Đấy, bảo hành 1 năm các bác nhá. Các bác dùng thì quá ok rồi. Và bây giờ trung tâm sẽ hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm. Nhạc lên các bác nhá, nhạc lên này. Nhạc lên này. Quá ok rồi. Và các bác nào quan tâm thì alo cho bên trung tâm Phạm Quyết Audio. Cuối cùng cũng xin được cảm ơn là em Quang Kiên là tại thành phố Hải Dương đã ủng hộ cho trung tâm, và cũng chúc cho gia đình em chuẩn bị đón xuân về Tết đến hạnh phúc, phát tài bên gia đình, rất vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Và cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.